Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học toán lớp 3 Bộ sách cánh diều tập 2 của trang web lời giải hay.com Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu chủ đề 3 Các số trong phạm vi 100.000 Bài tháng 5 Bây giờ chúng mình sẽ quan sát cho cô vào lịch của năm 2023 Khi nhìn vào lịch thì chúng ta có thể quan sát thấy ngay này Tháng 1 thì có 31 ngày Tháng 2 có 28 ngày, tháng 3 có 31 ngày, tháng 4 có 30 ngày và vân vân như các tháng khác chúng mình cũng có thể quan sát thấy được, đúng không ạ? Hay là ngày mùng 1 tháng 5 thì là vào thứ hai này. Hoặc là 1 năm thì còn có thể quan sát thấy là có 12 tháng. Một tuần thì sẽ có 7 ngày, đúng chưa? Từ đó chúng mình sẽ có cho cô phần nhận xét sau đây. Một năm có 12 tháng là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Số ngày trong từng tháng sẽ là tháng 1 có 31 ngày. Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày. Tháng 3 có 31 ngày. Tháng 4 có 30 ngày. Tháng 5 có 31 ngày. Tháng 6 có 30 ngày. Tháng 7 có 31 ngày. Tháng 8 có 31 ngày. Tháng 9 có 30 ngày. Tháng 10 có 31 ngày. Tháng 11 có 30 ngày và tháng 12 có 31 ngày. Mình sẽ ghi nhớ cho cô số ngày trong từng tháng nhé. bè cô chuyển cho cô sang bài tập số 1 nào. Trả lời các câu hỏi sau. A nhỏ, bây giờ là tháng mấy và tháng này có bao nhiêu ngày? Cô lấy ví dụ, bây giờ là tháng 4 thì tháng 4 sẽ có 30 ngày, đúng chưa ạ? Chúng mình có thể trả lời lấy ví dụ là các tháng khác. Ý B nào. Những tháng nào trong năm có 30 ngày? Những tháng có 30 ngày đó là tháng 4 này, tháng 6 này, tháng 9 và tháng 11. Ý C. Những tháng nào trong năm có 31 ngày? Những tháng có 31 ngày sẽ là tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 12. Rồi đó là bài tập số 1, con chuyển cho cô sang bài tập số 2 nào. Hãy xem hai tờ lịch sau và trả lời các câu hỏi. A nhỏ, tháng 11 có bao nhiêu ngày và tháng 12 có bao nhiêu ngày? Quan sát vào hai tờ lịch thì cô thấy rằng tháng 11 thì có 30 ngày, còn tháng 12 thì có 31 ngày. Ý B, ngày 20 tháng 11 là thứ mấy? Chúng mình quan sát cho cô vào tờ lịch đầu tiên nào. Đây chính là ngày 20 tháng 11 đúng không ạ? Và ngày này vào thứ, vào thứ hai. Như vậy ngày 20 tháng 11 là thứ hai. Rồi chuyển cho cô sang ý C nào. Ngày cuối cùng của tháng 12 là thứ mấy? Tháng 12 thì có 31 ngày. Vậy ngày cuối cùng của tháng 12 là ngày 31, ngày đó rơi vào chủ nhật. Ý D. Các ngày chủ nhật của tháng 12 là những ngày nào? Chúng mình quan sát cho cô vào từ lịch tháng 12 này. Những ngày chủ nhật thì được tô màu đỏ, đúng chưa? Như vậy, các ngày chủ nhật của tháng 12 sẽ là ngày 3 này. Ngày 10, ngày 17, ngày 24 và ngày 31. Rồi, đó là bài tập số 2. Con chuyển cho cô sang bài tập số 3. A nhỏ, một triển lãm tranh diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 8. Hỏi triển lãm đó diễn ra trong bao nhiêu ngày? Từ ngày 25 tháng 8 cho đến ngày 30 tháng 8 thì sẽ là 6 ngày. Như vậy chúng mình có thể trả lời được rằng triển lãm đó đã diễn ra trong 6 ngày. Ý B. Hội chợ Xuân diễn ra trong một tuần bắt đầu từ ngày 9 tháng 1. Hỏi hội chợ đó kết thúc vào ngày nào? Chúng mình nhớ lại cho cô này Một tuần thì sẽ có 7 ngày Đúng chưa nào? Vậy hội trợ đó sẽ kết thúc vào ngày 9 cộng với 7 là 16 và tháng 1 Được chưa ạ? Rồi đó là bài tập số 3 Con chuyển cho cô sang bài số 4 nào Bài số 4 là thực hành Xác định số ngày trong mỗi tháng À chúng mình có thể quan sát này đây là một mẹo để chúng mình có thể xác định ngay số ngày trong mỗi tháng nhé. Những tháng mà nằm ở khớp lồi thì sẽ có 31 ngày. Đúng chưa? Chúng ta quan sát thật kỹ cho cô này. Còn những tháng mà nằm ở đoạn hõm xuống thì sẽ có 30 ngày hoặc là ít hơn. Chỉ có duy nhất tháng 2 thì sẽ có 28 hoặc là 29 ngày thôi. Còn những tháng còn lại mà nằm ở đoạn hõm xuống thì đều có 30 ngày. Được chưa ạ? Chúng mình có thể sử dụng mẹo này để có thể quan sát và à, ghi nhớ nhanh hơn. Được chưa nhỉ? Rồi, trước khi kết thúc tiết học ngày hôm nay thì các bạn hãy cho cô biết trong tiết học vừa rồi thì cô trò chúng mình đã cùng nhau học được những gì đây ạ? À? à, chúng ta đã nhớ được cho cô này. Một năm thì có 12 tháng, một tuần có 7 ngày, các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10 và 12 thì có 31 ngày. Còn các tháng 4, 6, 9, 11 thì sẽ có 30 ngày. Ngoài ra tháng 2 có 28 hoặc là 29 ngày. Như vậy là bài học của chúng mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con!